Sáng ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 328 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 175 ca, Đồng Tháp 100 ca. Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt 20.000 ca mắc kể từ đầu vụ dịch. Cũng trong sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông báo, dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi, trong đó có các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch như các nhà máy, khu công nghiệp, các chợ dân sinh. HCDC kêu gọi mỗi người dân cần phát huy tinh thần mỗi người là một chiến sĩ trong cuộc chiến này. Mỗi người dân cần thực hiện nghiêm chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Các khu vực nguy cơ cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa để không cho dịch bệnh xâm nhập. Nếu xâm nhập thì giảm thiểu tác hại đến tổ chức, hoạt động của đơn vị. Ngoài ra, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly F1 tại nhà theo công thức 14-14, 14 ngày cách ly tập trung, 14 ngày cách ly tại nhà. Được biết, thành phố thành lập trung tâm điều hành, điều phối công tác xét nghiệm, để công tác tổ chức xét nghiệm vừa đáp ứng với tình hình hiện nay, vừa được nâng cao năng lực.